Này tránh ra đi, tránh ra đi, đừng làm tên ngại gì quay đâu, đừng ra đi, ngại, tránh ra. Thấy gì vậy? Không quay cái gì mà. Ngại tránh ra, tránh ra đi, tránh ra đi. Thấy gì vậy? Tụi mình quay người quay rồi. Đem tất cả căn phạm nhập đường hầu thẩm. Dạ. Giải tất cả căn phạm. Quỳ xuống. Truyền Mạc Hoài Cổ, Mạc Tuyết Nhi. Truyền Mạc Hoài Cổ, Mạc Tuyết Nhi nhập đường. Mạc Hoài Cổ xin thanh thiền đại lão già giải hoàng. Mạc Hoài Cổ, bổn hoàng nể ông tuổi tác đã già, cho phép ông đứng dậy để mà hầu chuyện. Tạ ơn huyện thái già Nghiêm Tung giúp tiền cứu nạn, làm lợi cho lê dân, bổn huyện đặt chuẩn cho ngồi. Tạ ơn Lưu Tri huyện. Mạc Hoài Cổ, ông có cáo trạng hai cha con Diên Tung, Diên Thế Phàm xúi dục Điền Khả Hoài, ỷ thế hiếp người sang đoạt bảo vật giết hại vô can. Bổn huyện đã điều tra rất là rõ ràng, ngươi có còn chuyện gì để mà bổ sung không? Tất cả nhờ huyện thái gia quyết định. Được. Diên Thế Phàm, ở trước công đường bằng chứng cụ thể, tội ác của người đầy vậy, ngươi còn không chịu cúi đầu nhận tội đi. Huyện thái gia, trước quan tôi công bộ sĩ làng, làm quan liêm chính, giữ đúng luật lệ, chỉ vì nhất thời đụng chạm với quyền quý, bị Thái Bình Hoàng ám hại tôi trước. Sau khi Châu Diễm Hầu thăm bạch tôi lên hoàng thượng, tôi bị quan ức đầy dẫy, không nơi tỏ bày. Bây giờ ông lại nói tôi tội ác đầy dẫy, thiệt là buồn cười hết sức. Thử hỏi tôi đã phạm tội gì? Quỳ xuống. Can phạm đang quỳ Điền Khả Hoài đã nhìn nhận cha con người sách động, để mà giết Mạc Hoài Cổ, khiến Mạc Thành phải chết. Mà Điền Khả Hoài lại tự nhận chính mình là hung thủ giết chết Thang Thành. Riêng Mạc Tiết Nhi chỉ là tội đã thương người khác. Điềm Khả Hoài, tội nào cũng là tử tội, tại sao ngươi cứ nhận chứ? Do ai đánh ngươi không khai vậy? Diên Thế Phàm, ngươi im mồm. Điềm Khả Hoài, ngươi còn không tiếp tục chiêu cúng? Dạ đại nhân. Diên Thế Phàm ham muốn bảo vật nhất bản thuyết, dốc lòng muốn đoạt, nghĩ ra đủ điều. Hắn còn kêu tôi cám dỗ Thang Thành để đoạt lấy được, đoạt lấy bất thành, lại kêu tôi chỉ thị hạ thuộc ở trong lốc Mạc Hoài Cổ đêm hôm vội trốn về quê, chặn đường cướp giật, giết người bịt miệng. Ngươi nói bậy. Ta không nói bậy. Chính hắn, hắn đã xúi giục tôi phải giết Mạc Hoài Cổ, rồi sau đó đi giết Thang Thành. Đó là phòng hờ, ngày sau có xử án để khỏi lộ ra chứng cứ đó đại nhân. Diên Thế Phàm, quốc pháp nghiêm khắc, luật lệ phân minh, ngươi còn không chịu cúi đầu để nhận tội hả? Tôi không phạm pháp, tại sao mới nhận tội? Giết người cướp của, ngươi sai hắn đi làm. Ngươi thật là cả gan bằng trời, cuồng loạn quá sức. Người đâu, cướp hình sĩ hầu. Dạ. Bây giờ ta coi ngươi có chịu nhận tội hay là không. Người ta nói lòng người sắt đá, quốc pháp như gan. Diên Thế Phàm, người ỷ quyền thế, tung hoành lộng hành, hà hiếp đồng liêu. Người tưởng tiền đó có thể thông suốt, có thể mua chuộc hết các nhà môn lớn để mà che sự sai khiến của người hay sao? Hiện tại người đã trở thành can tội, còn có ai chịu binh cho người đây hả? Ở trước quốc pháp nghiêm nhặt như vậy, còn ai chịu ra mặt cho người đây? Người còn không chịu cúi đầu nhận tội nữa hả? Ta khuyên người, vẫn còn quyền thế áp lực khiến cho ta khuất phục nữa. Ân cụ chuẩn bị xong. Lưu Đế Nguyễn, ngươi dám dùng hình? Ngươi nhìn kỹ đây, mã ô xà thất phẩm trên đầu của ta, ta sẽ đem nó xuống. Ta đã chuẩn bị để mà cho người sẵn sàng mang cái mã ô sa này của ta đi. Bây giờ ta hỏi ngươi một lần cuối cùng nữa,
Ngươi có nhận hay là không nhận? Tất cả mọi việc là mạo cáo, là tôi bắt tôi nhận tội. Dạ, dạ cứu con đi. Lưu Tri Huyện, cha con Viên Tùng tôi đã từng xưng thần với kẻ khác, tại sao chỉ dựa vào một kẻ đang quỷ trong công đường thì có thể gán tội với cha con tôi chứ? Ngoại trừ đích thân thánh thượng hạ chỉ, nếu không thì đừng có hòng đá động tới cọng tóc của cha con tôi. Thế Phàm, đi. Kẻ ghen, đứng lại. Ngoại trừ đứa Kim Thiên Tử, kẻ cản ta phải chết. Người đứng lại cho ta. Thánh chỉ tôi, khai bình hoàng tôi. Phụng Thiên thừa nhận, hoàng đế Triệu Nhược, cha con của Thái sư Diên Tùng, ám hại Trung Lượng, vì mưu cầu muốn đoạt được Bạch Cầu Bô nhất bản tuyết, khiến cho đại thường sĩ Trấn Hưng Mạc Hoài Cổ, người chết nhà ta, sử dụng tay sai giết người cướp của, cưỡng đoạt dân nữ Mạc Tuyết Nhi, tội ác tày trời, muôn người phẫn nộ. Trẫm ra lệnh giao Lưu Tri Huyện xét hỏi vụ này, đồng ra lệnh cho khai bình hoàng thượng bảo đồng giám sát xét xử, khâm chỉ. Dạng thế, dạng quế, dạng dạng quế. Cảm phạm hai đường, ngước đầu lên. Bây giờ thánh chỉ đã hạ, bốn hoàng cung đang cung phụng thái tổ ngự thí tặng thiết bản tại đây. Lưu Tri Huyện, ông có việc yên tâm mà xét xử. Dạng tuế, dạng tuế, dạng dạng tuế. Viên Tu, Viên Thế Phàm, Điền Khả Hoài, các người có nhận tội hay là không? Xin đại nhân tha mạng. Cái án tày trời của cha con Viên Trung đã bị hoàng thượng hạ chỉ hạch tội dòng tội, đồng thời cũng bị đày ra biên ngải suốt đời không được trở về Trung Nguyên. Lão phù với tiểu nữ khấu lại bình hoàng, khấu tạ chi quyền. Mang lão tiên sinh được cách sáo, mời đứng dậy. Cảm ơn. Lần này nếu không nhờ khai bình hoàng thích được bằng thiết bản của tiền đế đề ra, thì e rằng cha con của Viên Tung không bị hạch tội và không bị đài ra biên ải. Hậu quả của cha con Viên Tung chính là phải nhờ tới Trung Thiên Sư giúp đỡ tận sức. Mặt lão tiên sinh, bổn quan có một việc chưa có hoàn tất, muốn xin nhờ mặt lão tiên sinh. Lưu Tri Huyện, có việc thì cứ nói đi. Tôi muốn hỏi thăm ông muốn có lấy về nhất bản tuyết hay là chưa. Thưa hai vị, tôi đã lấy về rồi. Lão Phu đã lấy món vật đó rồi. Cũng nhờ hai vị, lão Phu mới lấy được Bạch Ngọc Bội. Tôi cũng tin chắc rằng hai vị cũng muốn coi cho biết món bảo vật nhất bản tuyết mà đã từng gây sóng gió và tai họa cho lão Phu. Hoàng gia, đại nhân, xin mời coi. Tinh xảo ống hả? Quả thật là bảo vật hiếm có. Nhất bản tuyết này coi như đã trở về nguyên chủ, cũng đã kết liễu được cái tâm nguyện của chúng tôi. Đại ca, tôi đã giao thang hành trở về địa phủ rồi. Mình đi đi. Ta còn đang suy nghĩ vấn đề của nhất bản tuyết. Cái vụ án của bản tuyết không phải đã xong rồi sao hả? Cái ta nói không phải mặt mày, thủy chung ta cũng đều không hiểu được cái chết của những giả phù tang đó có liên can gì tới cái vụ này đây. Thật ra phù tang quốc ở Đông Dương đã muốn xâm lược Trung Nguyên từ lâu. Hồi nãy tôi suy nghĩ lâu lắm, tôi e rằng cha con cái Viên Tùng có lẽ có cái thứ giả phù tang dưới mưu đồ phản quốc. Cũng có thể lắm. Những giả của phù tang đã vì muốn đoạt nhất bản tuyết mà chết. Phú cô,
Đêm nhất hẳn thiết đi đâu đây hả? Đây quả nhiên vô mặt của ăn cắp Nhất Bản Tuyết, không ngờ bị tôi bắt lại. Ờ, hắn quả thật là người phù tang. Phú cô, người phát giác được điều gì? Ở trong mình của hắn tôi lục ra được Nhất Bản Tuyết. Điều kỳ lạ nữa là có thêm Bạch Ngọc Bồ giống hệt như Nhất Bản Tuyết vậy đó. Đại ca, đúng là giống hệt như nhau ấy nhỉ. Phú cô, giải quyết cho hắn, ta có việc muốn hỏi. Dạ. Ta đã bị đuôi rồi, muốn giết hiếp đi. Tại sao Nhất Bản Tuyết này lại có một cặp? Nhất Bản Tuyết lẽ ra là có một cặp, ta chỉ lấy lại một chiếc mà đã làm mất. Các người lại mau thả ta ra. Wow, còn làm dữ nữa hả? Ta hỏi người, cha của Dương Tùng có phải đã cấu kết với bọn ngươi hay không? Bị học nhẫn giả mà muốn giết mặt ngoài cổ đó, quan hệ gì với người? Hắn là bộ hạ của ta, các ngươi đừng có hòng hỏi được điều gì ở nơi ta. Ta không có nói đâu. Ta hỏi người, sự thật Bạch Ngọc Bôi này có bí mật gì? Tiếp xuyên đại tướng quân của chúng tôi sai với Nam Hạ phải nhất định đoạt được một chiếc Bạch Ngọc Bôi khác, bởi vì cặp bôi này tiềm tàng thiên cường.
Có thiên cao gì, nói đi. Tướng quân chỉ nói là dưới đáy của hai cái ly đó đã tìm tàng những cầu sâm. Nếu am thông được những cầu sâm đó là thời cơ chết người của nước Phù ta, bọn ta Nam sộc. Tới lúc đó, quân ta tới đầu đều chiến thắng tới đó, thế như trẻ trẻ. Đại ca, hai cái ly tinh xảo bạch ngọc bôi này sự thật có bí mật gì mà sao quay hoài cũng thấy hả? Anh đi, ngươi coi nè. Nước ngọc gà dạ, long đồ báo hỷ. Đại ca, người này phải xử làm sao? Không được giết hắn. Trả cái ly bạch ngọc cho hắn trước đi. Phu khô, giờ sắp sáng rồi, người hãy đem chiếc bạch ngọc bôi hoặc trả lại cho Mạc phủ đi. Dạ. Anh đi. Ừ? Mình đưa hắn tới bờ sông để đưa hắn về Phù Tàn. Đại ca. Sao hả? Có làm kinh động tới Mặt lão không? Thằng mất tri quỷ bất giác, nhất bản tuyết bình yên vô sự, trở lại nguyên gốc. Vậy thì mình đi. Dạ. Đại ca. Hả? Hai cầu sống đó có phải đại ca đã suy ngẫm ra rồi à? Nước đại binh mình suy yếu, giặc biển xâm lăng đó là chuyện trước sau thôi. Thật ra hai câu này phải đọc là nước ngập long đồ, kim lê báo hỷ. Đại ca, anh nghĩ tôi đọc như vậy có đúng không? Đúng vậy. Long đồ muốn chỉ là gian san của đại mình, nước ngập muốn ám chỉ là tấn công bởi đường biển. Kim thuộc kim, gà thuộc dậu, cũng có nghĩa là tới năm Canh Dậu thì bọn giặc biển tấn công Trung Nguyên là tốt nhất. Vậy thì phải tính sao? Ngươi cứ yên tâm, những câu sấm ở đáy ly ta đã xóa hết rồi. Vậy thì hay quá, nếu xóa được mấy câu sấm đó thì bọn giặc biển không thể tấn công Trung Nguyên. Chưa chắc đâu. Lính trời khó cải, quốc dẫn của Đại Minh suy nhược, ở trong cõi Minh Minh đều có định số. Thôi đi. Dạ. Tuy Trung Thiên Sư đã xóa hết những câu sấm, nhưng mỹ trời khó cải, sự việc cũng xảy ra sau 30 năm. Vào năm thứ 7 của vua Gia Tận thời Minh, đó là năm Canh Dậu, tức năm 1528, bọn giặc biển Đông Dương đã đại cử Nam Sông. Trong đó đại tướng quan Viên Sùng Quán thống quân chống kháng, đã giao chiến nhiều năm với bọn giặc biển, cuối cùng đánh bại bọn giặc biển. 倭寇党败。